Trong khi đó, một năm sau khi gặp nhau ở trận chung kết UEFA, Tây Ban Nha và Croatia lại gặp nhau trong trận khai màng bảng B. Bảng đấu được coi là tử thần của vòng chung kết Euro 2024 khi còn có sự góp mặt của nhà đương kim vô địch châu Âu Italy, một trận đấu có tính chất quan trọng và ảnh hưởng tới cơ hội giành quyền đi tiếp của cả hai đội ở kỳ Euro này. Để giành quyền tới Đức, Đội bóng xứ đấu bỏ đã trải qua thời kỳ khó khăn sau khi sau khi huấn luyện viên De La Fonte đứng trước nguy cơ bị sa thải vì những vấn đề liên quan đến chủ tịch liên đoàn bóng đá Rubiales. Tuy nhiên, vượt qua những khó khăn nội tại, nhà vô địch Euro 2012 đã giành quyền tham dự vòng chung kết Euro 2024 với ngôi nhất bảng A sau 7 trận thắng và để thua duy nhất một trận trước Scotland về lực lượng hai đội, huấn luyện viên La Fonte chỉ gặp một chút vấn đề khi tiền vệ Dani Olmo vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương. Những người còn lại đang được đang những người còn lại đang có được thể trạng tốt nhất vào lúc này. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của ông chính là chọn ra các hậu vệ tốt nhất để cho trận đấu quan trọng này trước khi chờ đợi Rod, Rodri, Petri và Yaman tỏa sáng. Tây Ban Nha đã giành chiến thắng trước Croatia trong hai trận đấu liên tiếp gần nhất, nên họ được đánh giá cao hơn một chút. Tuy nhiên, đội bóng xứ đấu bò không vượt trội đối thủ về kinh nghiệm hay đẳng cấp. Thậm chí, Croatia còn sở hữu nhiều cầu thủ xuất sắc hơn. Chính vì thế, khả năng thầy trò De La Fonte mất kiểm soát là hoàn toàn có thể xảy ra. Trận đấu mở màn bao giờ cũng khó khăn hơn với cả hai đội, vì nó sẽ định đoạt cơ hội giành quyền đi tiếp nên cả Tây Ban Nha cùng Croatia sẽ chơi thận trọng và chắc chắn ở trận này. Dù hàng công của hai bên đều hơi hiệu quả, đều chơi hiệu quả trong thời gian gần đây, nhưng rất khó để hy vọng họ mạo hiểm ở trận đấu này, nên nhiều khả năng đây sẽ là trận đấu có ít bàn thắng được ghi. Vị thuyền trưởng Man City, Pep Guardiola mới đây đã đưa ra những đánh giá của mình về cuộc đua vô địch Euro 2024 sắp sửa khởi tranh tại Đức. Cụ thể, khi được hỏi về những đội bóng có khả năng bước lên bục vinh quang, huấn luyện viên Pep Guardiola đã liệt kê ba cái tên, đó là Tây Ban Nha, Anh cùng chủ nhà Đức. Vị huấn luyện viên trưởng Man City tâm sự, những ứng viên vô địch đã quá quen thuộc, đội tuyển Đức với tư cách là chủ nhà, có thể là ứng viên ứng cử viên sáng giá. Tây Ban Nha cũng vậy, dù đang chuyển giao thế hệ và cũng phải nhắc tới đội tuyển Anh. Tôi đang làm việc tại Anh nên rất nên rất tò mò muốn biết họ sẽ thi đấu như thế nào. Theo phân tích và đánh giá của Trung tâm Nghiên cứu bóng đá thế giới CS, tuyển thủ nhà Đức chính là đội bóng đánh giá cao nhất tại vòng chung kết Euro lần này, tiếp đến là Tây Ban Nha, trong khi Pháp đứng thứ ba. Như vậy, có thể thấy những ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch Euro năm nay vẫn sẽ là các cái tên quen thuộc như Đức, Anh, Pháp và Tây Ban Nha. Trong số này, Đức và Tây Ban Nha đang là những đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu với 3 lần vô địch. Thưa quý vị, giải đấu hấp dẫn nhất châu Âu Euro 2024 đang đến gần hơn bao giờ hết. Siêu sao người Pháp Mbappe tuyên bố rằng việc giành chức vô địch Euro còn khó hơn việc đi hết chặng đường ở World Cup. Theo The Mirror đưa tin, tiền đạo của Real Madrid cho biết, theo tôi, đây là một giải đấu khó khăn hơn với World Cup, Thật khó khăn khi bắt đầu từ vòng bảng. Đó là một cuộc cạnh tranh mà chúng tôi đã không giành được trong 24 năm. Một cuộc cạnh tranh rất lớn. Phát biểu trước thềm Copa America 2024, cầu thủ vĩ đại người Argentina Lionel Messi đã phản hồi lại những bình luận của người đàn em cũ tại câu lạc bộ PSG. <laughs> Messi nói, rõ ràng, Euro Cup là một giải đấu rất quan trọng với những đội giỏi nhất nhưng không có Argentina, đội 3 lần vô địch vô địch thế giới, Brazil, đội 5 lần vô địch thế giới và Uruguay, đội 2 lần vô địch thế giới, có quá nhiều nhà vô địch thế giới để nói rằng đó là điều khó khăn nhất. Nói chung, World Cup là nơi những nhà vô địch thế giới xuất sắc nhất, mọi người đều muốn trở thành nhà vô địch thế giới. Đó là câu trả lời phỏng vấn đanh thép của Messi khi vừa cùng Argentina vô địch World Cup 2022. Có lẽ, Mbappe chỉ đang muốn hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu trong sự nghiệp của mình sau khi đã vô địch World Cup và Nation League cùng tuyển Pháp. Phỏng vấn với CNN, Mbappe nói, Tôi muốn vô địch Euro, tôi phải thành thật. Tôi đã vô địch World Cup, tôi đã vô địch Nation League. Đó là điều duy nhất khiến tôi nhớ đến, Tôi thực sự muốn giành chiến thắng này. Trận đấu đầu tiên của tôi với tư cách là đội trưởng. Vì vậy, nó thực sự quan trọng đối với tôi. Và nó luôn quan trọng đối với đất nước và chúng tôi muốn họ tự hào về chúng tôi. Đó là một cơ hội khác để viết lịch sử đất nước tôi. Đội tuyển Pháp được đánh giá là ứng cử viên vô địch hàng đầu tại Euro năm 2024. Nếu thi đấu đúng sức, việc Pháp lên ngôi là điều không quá bất ngờ. Đội tuyển Italia đang tìm cách giữ lại vương miện châu Âu mà họ đã giành được 3 năm trước. Sau khi đánh bại Anh trên chấm phạt đền trên chấm phạt đền trong trận chung kết tại Wembley. Tuy nhiên, đội bóng áo thanh niên bị coi là quẻ kẻ ngoài cuộc trong cuộc đua vô địch, đồng thời rơi vào bảng đấu khó khăn cùng với Tây Ban Nha, Croatia và Albania. Theo thông tin của Eurofoot, Spalletti đã cấm tất cả các cầu thủ sử dụng PlayStation, tai playstation, nghe và điện thoại di động tại bàn massage. Tất cả không được chơi game vào lúc nửa đêm. Đây được cho là quy định nghiêm ngặt với mục đích giúp các cầu thủ tập trung hoàn toàn vào bóng đá, đồng thời có được sức khỏe và thể trạng tốt nhất cho các trận đấu sắp tới. Trong khi nhiều người cho rằng cả Tây Ban Nha và Croatia đều có cơ hội tốt hơn Ý để vượt qua học vòng loại trực tiếp, thì cả bốn đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất cũng đủ điều kiện để vào vòng trong. Điều đó có thể sẽ là cơ hội tốt đối với đoàn quân của Spalletti trong trong một bảng đấu tử thần như vậy. Tại vòng loại, Italia đã phải chật vật để giành vé vào VCK. Họ đứng thứ hai trong bảng đấu sau đội tuyển Anh. Các nhà đương kim vô địch chỉ hơn đội đứng thứ ba là Ukraine về hiệu số bàn thắng bại. Những trận giao hữu gần đây cũng chỉ chứng kiến họ hòa Thổ Nhĩ Kỳ và chỉ đánh bại Bosnia và Herzegovina với tỷ số 1-0. Trận mở màn của Ý gặp tại vòng loại, Italia đã phải chật vật để giành vào để giành vé vào VCK. Họ đứng thứ hai trong bảng đấu sau đội tuyển Anh. Các nhà đương kim vô địch chỉ hơn đội đứng thứ ba là Ukraine về hiệu số bàn thắng bại. Những trận giao hữu gần đây cũng chứng kiến họ hòa Thổ Nhĩ Kỳ và chỉ đánh bại Bosnia và Herve Herzegovina với tỷ số 1-0. Trận mở màn của Ý gặp Albania vào lúc 2 giờ ngày 16 tháng 6 giờ Việt Nam sẽ là trận đấu lớn đầu tiên của họ kể từ chiến thắng trong trận chung kết Euro 2020 vì họ không thể vượt qua các vòng loại World Cup. Giải vô địch bóng đá châu Âu không còn xa lạ với người hâm mộ trên toàn thế giới. Là một giải đấu có truyền thống lâu đời hơn 60 năm qua. Qua mỗi vòng chung kết, người hâm mộ lại được chứng kiến một vua phá lưới mới. Giải thưởng vua phá lưới Euro chính thức được trao từ năm 1996. Trước đó, danh hiệu này không mang tính chính thức. Hãy cùng điểm qua những cầu thủ đã ghi dấu ấn với ngôi vị vua phá lưới trong năm mùa Euro trở lại đây. Năm 2004, Milan Baros siếc 5 bàn. Năm 2008, David Villa tại Ban nhà 5 bàn năm 2012, Mario Manzuki, Croatia, Mario Gomez, Đức, Mario Bal Balotelli, Italia, Cristiano Ronaldo, Bồ Đào Nha, Alan Jagov, Nga, Fernando Torres, Tây Ban Nha, 3 bản. 2016, Anthony Kremen, Pháp, 6 bản. Năm 2020, Cristiano Ronaldo, Bồ Đào Nha, Patrick Schick, Czech, 5 bản. Bên cạnh danh hiệu vua phá lưới, liên đoàn bóng đá châu Âu cũng có danh hiệu cầu thủ thất xuất sắc nhất giải cho một cầu thủ ấn tượng nhất tại mỗi kỳ giải, liệu rằng cầu thủ nào sẽ trở thành vua phá lưới của mùa giải năm nay, đội tuyển nào sẽ vô địch Euro 2024 thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi, cập nhật và dự đoán nhé. Những thông tin này cũng đã khép lại chương trình phát sóng hàng ngày của chúng tôi vào ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên nhấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tiếp theo.